Thôi. Cái gì? Đang ngủ mà giật ơi. Anh ơi, đưa em lên chậm xá giùm đi anh. Em đau bụng quá. Giờ đi lên chậm xá làm gì vậy anh? Anh ơi, em muốn xanh rồi anh. Đưa em lên chợ, em đau bụng quá anh ơi. Trời đất ơi, vợ với con mày xanh á thì mày đếm ai xanh. Mày mắc cái gì ăn đêm ăn hôm mà mày đòi đẻ. Anh ơi, em đau bụng quá, anh đưa em lên chợ, em thôi chết em với con á anh. Không có chết chóc gì đây hết trơn á, tao nói mày nghe nè. Bây giờ tao xỉn, tao chở giúp hai mẹ con mày lên chợ mới là chết á. Thôi mày gán nín đi, rồi mai mày đẻ cũng được vậy. Anh ơi, anh ơi. Anh, vậy? Làm ơn đưa em lên chợ, em đau bụng quá anh ơi. Tao nói mày không nghe hả mày? Tao kêu á là mày kêu nó đánh đi ngày mai đẻ. Bắt cái gì mà giờ ban đêm ơi, mày bắt lên chợ mày đi đẻ. Anh đưa em lên chợ cho em năn nỉ. Tính mày chướng khí rồi mày đẻ ban đêm ban hôm mà nó cũng chướng khí như mày vậy đó. Bỏ đi. Để tao ngủ nè. Anh, em đau bụng nè anh ơi. Đáng giận đi, ngày mai tao chở mi đẻ. Anh ơi. Anh, cứu em với con đi anh. Mày cứu tao đi, mày cho tao ngủ đi. Làm ơn, làm phước. Anh ơi. Anh ơi, đưa em đi giùm đi anh. Anh. Mày qua đây làm gì nữa? Tao là tao thôi mày đó, mày đi về bển đi. Trời em ơi, anh biết anh sai rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tại hôm bữa anh xỉn quá. Mà tự nhiên em lựa ngày anh xỉn cái em đau bụng đẻ. Rồi em kêu 2-3 giờ đêm chở em đi đẻ. Rồi làm phiền bác sĩ của người ta nữa. Tao đi đẻ đó chung. Chứ không phải là tao đi chơi hay tao muốn mày chở đi đâu mà tao năn nỉ mày cỡ đó. Ờ em ơi, thì mình đẻ, mình nín ngày mai đẻ cũng được vậy. Chứ làm sao mà anh xỉn rồi anh chở em đi rồi có chuyện gì rồi mắc công mang tội anh nữa. Con phải thông cảm cho nó. Lúc đó nó sai xỉn rồi, nó chở mẹ con đi. Lỡ có chuyện rồi sao? Thôi dạ. Bây giờ cũng mẹ chọc con vui rồi. Thôi con chạy vô chồng nó ẩm nhỏ ra đi rồi mình về bên nhà con. Dạ. Con xin lỗi mẹ con không về đâu. Con rồi con phải thôi anh chung cho bằng được á. Trời mắc gì rồi mày thôi. Chứ anh vô tâm vô tính với con vậy sao con sống với anh cả đời được mẹ. Trời nó đã xin lỗi bây giờ nó xỉn mà ba cái chắc cứ nó chi bây giờ xanh rồi. Thì bây giờ ẩm nhỏ về bệnh đi con. Con không có về. Nó cũng phải biết con gần xanh này nó phải ở nhà nó canh con chứ nó phải nó đi nhậu như vậy được. Nó đi nhậu về con kêu nó chở đi cái đều cũng quỳ lại nó luôn á. Thôi mà con đặt ông mà trời ơi phải có bia rượu trong người chứ con nói vậy đâu được con. Mẹ ơi, bia ngại ăn bữa thôi. Con nói con gần xanh nó cũng phải biết chứ. Nó là cha đứa nhỏ chứ đâu phải là người nào đâu. Mà nó bỏ nó đi nhậu. Về nó còn nói nó là nó xỉn say nó không đi được nữa. Thì đúng rồi nó xỉn sao nó đi được. Chứ bay hả? Chứ biết là bay gần xanh chứ đâu biết bay gà đẻ ngày nào trời. Thì con nhỏ chuyển dạ. Nó mới kêu chồng nó đưa đi. Vậy mà vô tâm không chịu đưa. Nó buổi tối nó đòi đẻ cho tới sáng. May là mẹ tròn con vuông cũng nhờ tôi. Chứ nếu mà không nhờ tôi thì có còn tròn còn vuông không nữa chứ. Thì nó bậy rồi. Nó đã bậy, chị cũng dạy theo nó mà sao vậy? Vợ chồng nó hụt hạc thì chị phải nói vô cho vợ chồng nó tái hợp, nó xâm hợp với nhau. Sao chị cứ chia cách cho chị? Nè, tôi chưa có chia cách cái gì hết. Đó là con tôi nó quyết định. Nó sanh đẻ nửa đêm nửa hôm. Mà chị á cũng từng làm mẹ chị biết chứ. Chị làm xui kiểu gì? Chị là mẹ chồng kiểu gì mà có lo cho nó tròn chưa? Ủa? Nó làm dâu tôi có nó có cực khổ ngày nào không? Nhà tôi nghèo thiệt nhưng mà hả? Cưng nó như cái gì vậy? Sao mà không lo chị? Tôi cũng cảm ơn anh chị biết lo cho con nhỏ. Nhưng mà hả, cái giờ phút của nó sanh đẻ thì hả, thằng chồng á cũng vô tâm nữa, không có đưa đi, đòi nín, nín sao được, sanh đẻ mà đòi nín là nín sao? Thì đúng rồi, nó nhỏ nó dạy thôi, chị cũng dạy theo nó là sao? Người ta đẻ, cái đẻ ban ngày đi cho nhỏ 6 tuổi thông minh, là đẻ ban đêm. Mẹ, tối cũng là con của con á chứ, con xin lỗi mẹ con không về bển đâu. Ủa con mày cũng là cháu tao chứ, mà bọn tao chối bỏ hay gì? Con không có nói mẹ bỏ, nhưng mà con xin thôi anh Trung. Bây giờ cha với má qua đón với con với cháu nội cha về, con theo về không? Dạ không. Thôi, không đón không đưa gì hết trơn á. Hôm nay á, mẹ cũng tròn con cũng vuông rồi. Tôi cảm ơn anh chị. Con tôi nó quyết định vậy là đúng đắn rồi. Mời cả nhà về cho. Đúng đắn cái gì bây giờ hả? Nó sanh đẻ rồi bây giờ tôi qua vợ chồng tôi qua đón nó về mà cái chị cứ vậy hoài vậy. Con mà không về á, sau này có chuyện gì á con đừng có lách qua bển nữa chưa? Con không có về bển đâu, cha mẹ yên tâm đi. Mày đừng có mắc dại nha mày. Nè, anh chị không có quyền ăn nói vậy nha. Tôi còn đây nha. Anh chị đã lo cho nó tròn vụn chưa? Anh chị có dạy nó bữa nào chưa? Mời về cho. Trời má ơi, nhà con tuy nghèo á, nhưng mà hồi đó cưới Nhu cũng là cưới hỏi đàng hoàng. Chứ có phải là để cho Nhu chịu thiệt thòi gì đâu mà giờ má không cho vợ con về với con. Đúng, cha mẹ con có cưới hỏi, má cảm ơn.
Nhưng mà con làm chồng con có trách nhiệm chưa? Vợ con sanh đẻ con lo tròn chưa? Thử hỏi bữa đó mà mẹ không về kịp thì mẹ con nói như thế nào? Nhưng mà về chuyện đâu có chuyện gì đâu mà chị nói chuyện rồi quá vậy. Thôi đủ rồi, đi về cho. Tôi nói là không đón không đưa gì hết á. Không đón thì thôi. Trời ơi, nó quý quá quá, gan đôi nha. Nữa sau này qua mà đòi hỏi chu cấp họ giả cho mặt mẹ bây giờ là. Nè, anh chị ăn nói cho đàng hoàng chút. Ăn nói đàng hoàng. Đó người đây hả, người ta hợp bên đây, người ta qua, người ta hạ xuống nước rồi. Mà cứ ở đó hả, càng cưa hoài. Thôi thôi thôi, khỏi cần xuống nước, về dùm cho đi. Thôi thôi thôi, mà cậu không cần đâu. Trời ơi, giam tụi đi lấy em à. Ừ, hôm nay không giả cần. Trời ơi, về này. Về em đi. Mệt tội à. Nè vợ tốt cần tốt gạo nữa chứ làm gì. Là người chồng, phải biết quan tâm, yêu thương vợ và gia đình. Đừng có vô tâm quá để sự việc xảy ra như câu chuyện này. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời có đó.